tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em không quất luôn. Còn quất cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược không? Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa. Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe em cuối xe. Chứ lúc ăn trở về em lo lắm mà. Cái ảnh sau lưng mình á sát khí nhiều quá nó lột nón là đập vô đầu mình cái. Không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm, đã từng chửi và đánh nhau luôn. Trời. Làm cùng công ty mà em làm bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn, em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược không? Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được, anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này á để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ảnh sau lưng mình á sát khí nhiều quá nó lột nón là đập vô đầu mình cái. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng anh dậy, anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa tiếng thôi, tiếng rưỡi vậy hả. Là em đi lên, đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi chờ với cục. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết hả. Mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả. Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh. Mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn. Anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Rồi kêu em là em đang nhắn tin với ai. Em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, anh đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức em không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự
cáu gắt rồi la lối rồi xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á, ảnh bị hạ canxi, run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng dở. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cỡ nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giận. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi, anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận á rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em rồi, sợ. Rồi xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi anh. Ừ em ừ cũng được chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó, để 1-2 năm nữa rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau, chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp nhận. Dạ, về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi, phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển, mà bây giờ mình về quê nó quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá. Dạ, mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á, là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30, chỉ lăn qua lăn lại trảo cho đều. Có những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. Chứ vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng. Có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Mộng ghen thì thôi, cái đó cũng thì vị, dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Anh em mặt ở. Mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi, mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh nữa, né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn. Muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, đây. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất.
của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc á, thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ ha, chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi, đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Xin chào. Kể chuyện thích người này người nọ thì em cũng quyết tâm em thử ngỏ lời xem. Hồi trước chị yêu em có 48kg thôi, lấy chồng xong em lời được 15kg thịt luôn. Bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu thật to. Dạ, em tên là Hòa, quê ở Nghệ An. Hiện tại là đang kinh doanh tại nhà ở Gia Lai. Em năm nay 29 tuổi ạ. Thế còn vợ Hòa? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Lê Thị Hương. Em năm nay 26 tuổi và em cũng kinh doanh tự do tại nhà. Hai bạn gặp nhau ở đâu? Cách đây như 9 năm á, là em mua lại cái điện thoại cũ. Thì vô tình trong cái tin nhắn nháp á, thì có một chữ A của cái số điện thoại của chồng em đang dùng á. Em mới ấn để xóa đi. Thì vô tình là em ấn gửi. Thì ảnh lại cứ tưởng là bạn ảnh trêu. Ảnh mới gọi điện lại bắt bẻ em nhiều lắm. Hỏi tại sao có số này. Xong em mới hỏi là tôi đã nói rồi là tôi nhầm số. Anh không tin tôi vậy. Xong rồi anh bảo là không nhầm số thôi, là bạn nói chuyện. Lúc đấy anh cũng siêng nói chuyện lắm. Nói chung là ngày nào cũng nói hết á. Nhắn tin rồi nói chuyện vậy. Thế là quý mến nhau rồi là anh em. Nhưng mà lúc đó là em ở Gia Lai. Dạ. Bạn này vẫn đang ở Nghệ An đúng không? Hay là bạn đã vào rồi? Lúc đấy em đang đi làm. Lúc đấy em làm bên công trình á. Em là tài xế. Đi làm công trình ngay ở dưới Hậu Giang á. Công nhận lầy ghê luôn á. Tại vì chuyện ta nhầm số cái thôi mà coi như là lấy được vợ luôn, ghê thiệt chứ. Em có biết bạn này cùng quê với mình không? Không, lúc đấy chưa biết. Xong được 2-3 ngày nói chuyện rồi mới giới thiệu là ở Gia Lai. Bắt đầu lúc đấy là em mới xin nick Yahoo á. Bắt đầu mới ra quán net rồi chat với là lúc đấy mới thấy mặt qua huyết cộng thôi. Lần đầu tiên mà em nhìn thấy cô gái này trên webcam thì cái cảm nghĩ của em lúc đó như thế nào? Lúc đấy thì ấn tượng dạ, ấn tượng lúc đấy thì em cũng thấy nhìn cũng dễ thương, cũng trắng trẻo. Trong cái thời gian nói chuyện thấy vợ cũng hoạt bát với là cũng hòa đồng. Thế là nói chuyện một thời gian thì cảm giác thích. Thế còn em nhìn ổng trong webcam thì sao? Nhìn nhỏ con á, mà lúc đấy chuyên gia mặc đồ đen. Ủa nhưng mà nhìn webcam thì nhìn cái mặt thôi sao biết nhỏ con? Có lần em bảo là thôi anh đứng lên cho em xem. Nhìn người vừa đen mà vừa nhỏ. Mà trong khi đó là hồi viết thư á, anh gửi hình cho em. Nhìn như lãng tử Hàn Quốc luôn. Bạn em bảo là mày bị lừa rồi. Bây giờ tụi em yêu xa bao lâu? Nói chung để khi mà để ngỏ lời á, lúc mà giới thiệu anh em để ngỏ lời á là cũng phải tầm khoảng 3 tháng đến 4 tháng. Là em có ngỏ lời với vợ. Nhưng mà lúc trong cái thời gian đấy là vợ đang còn học lớp 11. Tuổi học trò đang yêu đương ở trong trường thôi, trong lớp thôi. Vì thế nhiều khi kể chuyện là thích người này người nọ thì em cũng hơi khó chịu. Nhưng mà sau này do em quyết tâm em thử ngỏ lời xem. Lúc đấy em có đồng ý không? Lúc đấy vợ dạ, từ chối. Thế lúc đấy là em từ chối thì ảnh mới sợ là em sẽ giữ khoảng cách với ảnh á, không nói chuyện nữa. Thì ảnh ấy lại chủ động nói chuyện nhiều hơn. Có một lần ảnh ấy về quê Nghệ An á, ảnh chuẩn bị về quê ăn Tết á, thì ảnh mới bảo em là em mới hỏi anh đang đi đâu. Ảnh bảo anh đi tán gái. Dĩ nhiên trong người em nổi máu ghen lên. Tối về ảnh đi về rồi, em mới nhắn tin cho ảnh á, em bảo là em yêu anh rồi.
anh ấy mà điện lại cho em gấp, anh ấy bảo có thật hay là đang đùa anh đó. À, xong rồi em mới bảo là anh nghĩ em đang đùa thật đó hả? Xong rồi tự nhiên là nghe cái giọng sụt sịt lắm. Cái giọng sụt sịt giống như muốn khóc á. À, cảm động đó hả? Không, lúc đấy em khóc. Dạ, lúc đấy cảm động thật. Cảm động vì, thật. Là vì lúc đấy, lúc em ngỏ lời là cũng cách đó khoảng mấy tháng thôi. Ừ. Thì em cũng nghĩ là sợ là vợ ngại đó. Thì em chỉ bảo là thôi thì mình cứ làm anh em đi, cứ nói chuyện bình thường đi. Và em nghĩ sau này được kiểu gì cũng cảm động à. Ừ, vậy yêu xa mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm yêu xa. Dạ. Là có bao giờ mà chia tay nhau chưa? Có em. Về vấn đề yêu xa đó, là em quá yêu xa mệt mà anh quá. Không đồng ý. Ừ. Dạ kiểu nói chung là em là con gái mà kiểu tủi thân lắm. Nhiều lúc những ngày lễ rồi đi chơi với bạn bè có đôi có cặp mà mình em vậy. Ừ. Thì ở nhà ta nói chuyện với qua điện thoại với nhau thôi. Trong một năm đấy chỉ gặp trên quý cam thôi. Ừ. Còn sau một năm bắt đầu mới gặp mặt. Lúc đấy là em đang chuyển về Nghệ An, em làm công tác ở Nghệ An rồi. À, lúc đấy em làm ở vùng núi á, vùng sâu vùng xa á, là nhiều khi sóng điện thoại không có. Lúc có lúc không. Có khi là em phải đi khoảng 30 phút leo lên ba ngọn đồi. Trời ơi. Mới gọi được một cuộc điện thoại nhưng mình chỉ tầm được khoảng 2-3 phút là nó lại tắt, phải gọi lại vậy á. À, có lần là trèo lên cây á, là vì không có sóng, trèo lên cây để gọi, có lần té rồi. Té đó hả? Dạ. Lúc đấy em đang nghe thì cứ gió trên ngọn cây gió ào ào vậy á. Tự nhiên em nghe cái rụp, em mới bảo cái gì vậy? À, mãi mới thấy ảnh thưa, ảnh mà mới té từ trên ngọn cây té xuống. Cảm động quá. Ôi. Có sao không vậy? Lúc đấy chỉ thấy trước tí thôi. Lúc à, đó thì anh hỏi cảm giác của Hương á. Hương nghe cái điều đó. Em thấy nhớ và cũng thấy thương lắm. Sau này em cũng trân trọng. Em không dám nói lời chia tay nữa. Rồi lấy nhau đến bây giờ là bao lâu rồi? Bây giờ 3 năm 6 tháng. Tụi em có mấy em bé rồi? Dạ, hiện tại thì chưa ạ. Thế rồi lấy nhau rồi có vỡ mộng sau hôn nhân không? Có. Anh dạ. Kể trước về anh ấy đi. Ảnh thì ở trước cũng hay quan tâm em lắm. Mà bữa nay cưới á, em mới bảo là anh ơi em đói bụng quá, thôi đi ăn đêm đi. Ừ. Anh cũng bảo chứ giờ này còn đi cái gì nữa. Mà hôm là 1 giờ sáng em đói bụng là vẫn đèo em đi ăn. Có nghĩa là cái là hoàn cảnh thay đổi, con người đã đổi thay. Còn gì nữa em? Dạ thì mê chơi game lắm. Mọi hôm thì hồi trước vô thăm em là nói chung là dẹp hết điện thoại. Em đi trực ở bệnh viện á, lúc mà trực đêm, trực nguyên sáng luôn. Ảnh ngồi hành lang chờ em cả sáng đến sáng. Còn bây giờ em mà chở em đi đâu ấy là thôi, chịu khó em tự đi mình đi. Thôi giờ này còn chờ gì nữa, tự đi đi. Phải lúc đấy là đối chiều. Lúc đấy đang mải chơi game quá mà. Hỏi nó không lúc lắm rồi. Đấy, ông người thật. Rồi còn gì nữa? Ở ngoài á, anh đi làm á, công việc của anh á, thì anh nói chung là anh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu thì anh về nhõng nhẽo với vợ với nhau. Trời ơi. Nhõng nhẽo sao đâu, ví dụ một vài chi tiết đi. Nhiều lúc chứ ăn cơm mà cứ ngồi bấm điện thoại chơi game vậy. Rồi vợ em đúc thì nha, đừng có nói vợ đúc. Đúng rồi, em đúc cơm dễ nha. Ôi trời ơi. Ôi trời, cao đất dài ơi, cháu nó cứ bấm game nữa rồi cứ lấy bác gái đút cái này đây. Bây giờ vẫn còn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ đỡ rồi, đỡ là vẫn còn. Đỡ. Hồi trước thì yêu em còn nhỏ. Em có 48 ký thôi. Mà bữa nay lấy chồng xong em lời được 15 ký thịt luôn. Hồi trước khi yêu ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên hè mà thôi lên lưng anh cõng. À thôi cõng. Bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh ăn dậy đi. Mà không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng cho. Trời ơi, cõng luôn hả? Ủa mà em cõng nổi không? Có chứ ạ, em cõng nhẹ lắm. Giống như là gì đó, có vay có trả đó. Sao tôi tò mò cái cõng này quá, thiệt luôn á. Đem cõng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ guốc ra các. Bỏ guốc đi. Bỏ guốc ra. Cõng đi coi sao nè. Rồi lên lưng em nào. Lên lưng. Ôi trời ơi. Rồi cõng kìa. Được chưa? Trời thấy thương thiệt á chứ. Ông trước mặt mẹ chồng đang ngồi vậy chứ mà ảnh bảo chứ vợ ấy vợ ra với chồng bảo này. Nó bắt đầu em mới bảo cái gì? Quay lưng lại. Em tưởng là sau lưng em có cái gì. Nhảy lên lưng em cõng á. Nhảy phóc lên luôn. Chạy xung quanh nhà đi. Mẹ cứ đứng mẹ ngồi mẹ cười vậy. Bây giờ em mong muốn không thay đổi cái gì? Bất chơi game lại. Với lại là nói chung là trong cái công việc gia đình ấy thì chưa có con cái thì cũng đơn giản, nhưng mà sau có con cái rồi việc gia đình cũng phụ vợ nhiều cái. Dạ. Thế còn em
Kể cho anh nghe đi, dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ của em thì thực sự là rất là bướng. Mỗi khi trong cái công việc hay là cái gì cũng vậy, hay là trong chuyện gia đình cũng vậy, nhiều khi em nói một cái gì đó mà không ưng ý là cãi, gọi là cãi không chịu thua luôn. Ghê lắm. Cãi mãi luôn, cãi không chịu thua luôn. Cãi khi nào mà giận nhau luôn thôi. Với là hay quên. Đơn giản như vợ cầm cái điện thoại hay là cái gì đó mà đầy đấy rồi, xong tính là đi hỏi chồng điện thoại đâu rồi. Bây giờ biết đâu, có biết đâu điện thoại đâu đâu mà hỏi. Thì giờ kể cả chìa khóa cũng vậy, nhiều khi chìa khóa xe đi về rồi đó, là cắt chìa khóa ở đâu không biết nữa. Đến khi lấy xe đi không có chìa khóa luôn. Đáng quý. Rồi còn gì nữa? Trong công việc nhiều khi cũng hay bề bộn lắm. Có những cái thì cũng gọn gàng nhưng có cái nhiều cũng bừa bộn lắm. Ừ, thế vậy em mong muốn vợ em thay đổi gì? Thì bớt bướng đi. Chồng bớt nói thì nói chung lúc chồng nóng thì đó nhất là cũng vợ giảm đi. Mà lúc vợ nóng thì chồng giảm được. Nhiều khi trong cái cuộc cãi vã phần đa là do chồng chủ động không à. Vợ ít khi mà chủ động gọi là để nó, hai bên nó làm hòa với nhau. Mong muốn là điều đó. Em phải làm hòa không? Dạ, phần đa là em làm hòa không? Thực ra chuyện tụi em quá đơn giản đi, đang dễ thương quá trời quá đất đi. Thôi những cái gì mà đang có mình cứ sở hữu đi. Mình cố gắng mình phát huy đi. Còn em á, bớt chơi game, lo cho vợ chút xíu. Thì vợ sẽ bớt bướng lại. Để làm chi biết không? Để chuẩn bị có con nè. Đang trong đúng không? Cũng mấy năm rồi? Ba năm rồi. Cho nên là chuẩn bị đi để có con. Ngày hôm nay là đến chương trình này á, gặp anh Bin rồi á, là chắc chắn thế nào cũng có con nè. Thôi nhân đây anh chúc cho hai vợ chồng nha, luôn luôn thuận thảo, vui vẻ, hòa hợp ha. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đối với hai vợ chồng. Và đặc biệt trong năm sau sẽ có không chỉ là một em bé mà một cặp song sinh xuất hiện ở tại Gia Lai, mà đặc biệt là ở trong nhà hai đứa luôn. Cảm ơn. Và bây giờ đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó là một máy ảnh Canon iShoot 285, máy ảnh nhỏ gọn phong cách trẻ trung trị giá 5.600.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, quý lưng lại. Câu hỏi: chồng của bạn mang giày size bao nhiêu? Rồi, Toàn mang giày bao nhiêu? Mở ra. 42. Và đáp án là 43. Và bên đây bao nhiêu? Quang. Trời ơi. Rồi, Chinh, cái gì? Mấy bà vợ Toàn là đoán là hơn sai không à. Và bây giờ với đáp án vừa rồi, hai bà vợ đã đón chật lớt hết. Cho nên là mời hai cô dâu bước rồi một bước rồi quánh tù xì nào. Chuẩn bị 1, 2, 3, xì. Rồi xong. Hai vợ chồng Toàn sẽ được quyền chọn trước. Đây, màu nào chọn đi. Em mặc áo màu vàng, cho em chọn màu vàng. Mặc áo màu vàng, chọn màu vàng. Còn em, màu xanh. Màu xanh, em chọn màu xanh. Em chọn màu xanh. Rồi, tôi không mặc áo màu hồng mà tôi vẫn chọn thùng màu hồng. Thuận mà chị Vân mở trước. Cước chịu nồi, cước chịu nồi. Đếm nào. Bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở lên. 1, 2. Chúc mừng cặp vợ chồng chúng ta đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú. Hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và khi ra về lại Gia Lai, các bạn sẽ càng có kỷ niệm hơn, bởi vì các bạn vừa nhận được phần quà, đó chính là một máy Canon iShoot 285 trị giá 5.600.000 đồng.